không á. Và khi nào người ta hết thì nguyên tắc là như thế này nha. Hiện nay á, thông thường á, là 14 ngày họ sẽ khả năng phát tán virus ấp lấp thấp lắm, hoặc là 21 ngày. Thì như vậy chúng ta có thể làm test nhanh nha. Nhưng các bạn đừng có làm test nhanh sớm quá. Làm test nhanh không phải để không lây không, mà làm test nhanh xong rồi nhiều khi nó tạo cho mình một cái tâm lý là tại sao lâu quá tôi không hết, là lên cơn mệt. Thì thường thường 7 ngày chúng ta làm, rồi 10 ngày chúng ta làm, mà nó hết thì chúng ta giữ cho đủ 14 ngày. Và 14 ngày đó đó, khi chúng ta hòa nhập với gia đình đó, chúng ta phải cố gắng thường xuyên mang khẩu trang thêm 7 ngày nữa, thì lúc đó thì là an toàn. Và ngay bây giờ thì có một câu hỏi dành riêng cho bác sĩ Trương Hữu Khanh. Bác sĩ ơi, con có một câu hỏi, đó là người 77 tuổi có bệnh nền cấp D, sức khỏe hiện tại yếu, có nên tiêm vaccine hay không? Và hiện tại thì người này chưa tiêm mũi nào. Xin được kính mời bác sĩ Trương Hữu Khanh. Có thể nói bây giờ đó là tôi nhận rất là nhiều thông tin về Covid, người ta nhắn tin riêng. Nhưng mà mỗi lần tôi nghe một cái người lớn tuổi có bệnh nền mà chưa chích ngừa là tôi sợ lắm. Tôi rất là sợ. Bởi vì cái môi trường hiện nay đó thì nó rất là dễ lây. Có người nói với tôi là ông bà ở nhà không thôi thì việc gì phải chích. Nhưng nó rất là nguy hiểm. Bởi vì người thân cũng phải đi ra ngoài. Rồi những người lớn tuổi đó thế nào cũng phải đi khám bệnh vì họ có bệnh nền. Thì thế nào họ cũng sẽ tiếp xúc với một cái môi trường mà có rất khả năng bị bệnh. Cái sai lầm của chúng ta từ trước tới giờ đó là chúng ta nghĩ là cái người bệnh nền á, người lớn tuổi, người yếu á, thì chích ngừa vô á, nó sẽ yếu hơn, nó sẽ dễ bị hành hơn. Thì đó là hoàn toàn sai. Người càng lớn nó càng ít hành. Và người càng có nhiều bệnh nền, càng đang uống thuốc nhiều, càng phải chích ngừa sớm. Và cho nên với cái người 70 tuổi này mà như vậy thì rất là nguy hiểm. Thứ nhất á, là chính người trong nhà, người trẻ trong nhà phải động viên người đó đi tham gia chích ngừa. Và đương nhiên là khi đi mình phải tuân thủ khẩu trang rồi 5K, thậm chí là mình hẹn giờ mình ra một sao đó để mình ra mình chích cho người đó, và phải chích gấp cho được 2 mũi, và thậm chí là tiêm thêm cái mũi bổ sung. Chứ còn nếu mà để tình hình như vậy đó thì rất là nguy hiểm. Và chúng ta biết rồi, hiện nay đó tuy là cái số tử vong ở Việt Nam cũng đang giảm xuống, nhưng mà hoàn toàn là những người chưa chích ngừa, và đặc biệt là chưa chích ngừa mà vẫn mà lại có bệnh nền nữa. Thì bây giờ bác sĩ người ta rất là sợ những nghe cái thông tin của cái những người đó khi mà bắt đầu nhập viện là F0. Thì đó, đối với tình huống này tôi nghĩ là cố gắng làm sao đi chích ngừa thật sớm, càng sớm càng tốt. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì sau đây chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều thông tin, và những thông tin này thì đa số liên quan đến tiêm mũi tăng cường. Thì có một thắc mắc xin được nhờ bác sĩ giải đáp, đó là nồng độ kháng thể SARS-CoV-2 khoảng bao nhiêu thì nên nghĩ tới việc tiêm mũi tăng cường? Chúng ta nhớ đó là chúng ta có thể đo một cái nồng độ kháng thể kháng SARS-CoV-2 để tính toán xem mình là mình đồng da sắc hay là mình quá yếu hay là mình thuộc loại trung bình. Thì cho tới hiện nay đó, khi mà chúng ta đo cái nồng độ kháng thể đó đó, nó chỉ có tính tương đối thôi. Bởi vì chúng ta muốn chính xác là chúng ta phải đo cái kháng thể trung hòa. Mà kháng thể trung hòa nó đo lâu lắm, 3-4 ngày mới tính toán được, thì nó mất thì giờ lắm. Cái thứ hai là ngày xưa chúng ta không có sự chọn lựa nào hết, vì lý do là chúng ta không có đủ vaccine. Chúng ta mới tính toán là bây giờ mình cái nồng độ mình bao nhiêu rồi, mình tham gia cái chương trình này chương trình kia để nguy cơ cao hay không nguy cơ cao, thì mình mới tính toán tới đo cái đó. Chứ còn bây giờ mình có mũi 3 tăng cường, mình lâu mình chích đi, mình chích cứ 3 tới 6 lắm mình chích đi. Tại vì đo cái này nó chỉ số là như thế này. Hiện nay theo tôi biết được là có trên 630 cái hãng nó sản xuất ra cái máy, nó có cái hóa chất để mà đo cái nồng độ đó. Thì mỗi hãng nó đo khác nhau. Ví dụ cái hãng này 60.000 nhưng mà nó tương đương với 1.000 của bên kia thôi. Thì mình phải biết cái hãng nó hãng gì. Thứ hai là theo nghiên cứu thì người ta thấy là Tổ chức Thế giới mới chia ra là tất cả đo bao nhiêu không biết là phải quy về một cái chỉ số là BAU. Thì 800 trở lên là người đó là đi cho máu cứu người được. 500 trở lên là cái người đó là tương đối là an toàn. 300 trở lên người đó thuộc loại khá. 100 trở lên là cũng hơi khá, dưới nữa. Nhưng mà cái số đó nó chưa được chứng nhận một cách hoàn toàn.
chỉ có 800 trở lên là người ta nói đi cho máu thôi. Cho nên cuối cùng là nếu mà mình có dích chắc gì đó là mình mới đi đo. Và khi mình đi đo là phải có người đọc, chứ còn mình tự mình đọc mình suy diễn ra nó thêm đau đầu. Và cuối cùng là nếu mình có cơ hội thì mình chích cho rồi đi. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi tiếp theo, cũng có một bạn khán giả đang theo dõi chương trình muốn gửi đến và mong được chia sẻ, là trường hợp đã tiêm 2 mũi, sau 3 tháng xét nghiệm nồng độ kháng thể là trên 5.000, nhưng đến hạn tiêm mũi 3 thì có nên tiêm hay không? Theo tôi đó, cái số 5.000 này nè, là nó phải 5.000 gì? 5.000 đó là 5.000 AU hay là BAU? Mà theo tôi cái số này có thể là AU thôi à. Và AU đó của hãng nào? Hãng Abbott khác, hãng Siemens khác, hãng Roche khác, rồi những cái hãng, tất cả các hãng khác nhau lắm. Thành ra theo tôi các bạn, nếu mà các bạn là người trẻ, các bạn là người trẻ mà đo ra 3.000 thì các bạn có thể là trên 3 tháng hay chích, ví dụ 3 tháng mấy, 4 tháng nó sẽ vậy. Nhưng mà mình nên nhớ một câu như thế này: 3 tháng mình có cơ hội mình chích, nhưng mà mình không chích thì không chắc thì 3 tháng sau mình có cơ hội chích. Tại tháng sau có thể hết chiến dịch rồi, trong khi người ta nói từ 3 tháng đến 6 tháng đó. Cho nên bây giờ tại sao mà người ta nói là 6 tháng là tốt? Là đúng, 6 tháng là tốt hơn 3 tháng, nhưng lỡ 4 tháng rưỡi bị bệnh sao? Cho nên ở nước ngoài đầu tiên á, là nó khuyên là 6 tháng, nhưng tôi là cái người đầu tiên khuyên từ 3 tới 6 tháng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là bên Anh nó kéo xuống 3 tháng, bên Mỹ là kéo xuống 4 tháng rưỡi 5 tháng, bên Úc cũng kéo xuống 4 tháng rưỡi, là tại tùy cái dịch bệnh và theo cái độ phủ của mình. Cho nên tôi thấy là nếu các bạn chắc chắn là tới 4 tháng rưỡi 6 tháng các bạn có thuốc thì bạn có thể chờ. Nhưng bây giờ các bạn không chắc chắn mà 5.000 thì 3 tháng người chết đi, cùng lắm là nó hơi hành hơn mình chút thôi. Thành ra chúng ta phải chọn lựa cái về cái hướng tương lai. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và khi mà bác sĩ đang giải đáp vấn đề này thì chương trình lại nhận được một câu hỏi khác. Câu hỏi này có vẻ đã được chia sẻ rất là nhiều lần rồi từ phía các đơn vị thông tin truyền thông, và thậm chí là chính bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng đã nói về vấn đề này rất nhiều. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay thì đến với TinyMed Tây Ninh, có lẽ là vị khách này cũng muốn được khẳng định lại và muốn nắm rõ hơn về vấn đề này. Cho nên chương trình cũng đã quyết định đưa câu hỏi này vào để mong được bác sĩ Khanh chia sẻ. Nguyên văn như thế này ạ: bác sĩ ơi, trong nhà có người F0 thì cần cách ly F0 với các thành viên khác bao lâu thì có thể là sinh hoạt lại bình thường, và cái sự sinh hoạt này có cần phải là tránh những cái gì mà trước khi nhiễm Covid chúng ta nên làm hay không? Thật ra cái khó nhất là không phải là giữ người F0 mà giữ người F1 á. Tại F1 không biết lúc nào trở thành F0. Nhưng mà F0 biết rồi, biết là thế nào người ta cũng lây và thế nào người ta cũng hết, và chừng nào người ta hết nó dễ cách ly hơn. Và đặc biệt là tất cả mọi người trong nhà này F0 hết thì nó rất là dễ giải quyết. Đằng này có 2 người F0 và có 3 người F1, hoặc là có 3 người F1 có 1 người F0 thì rất là rắc rối. Tuy nhiên chúng ta về với nguyên tắc như thế này nha. Cái người F0 đó sẽ thải virus ra bằng đường hô hấp. Và có thể cái virus đó nó sẽ dính vào cái bàn tay của người F0 và nó phát tán đi. Nó có thể dính vô những cái chén dĩa của người F0 mà nó phát tán đi. Cho nên nguyên tắc như vậy chúng ta là gì? Người F0 phải ăn riêng, ngủ riêng, sinh hoạt riêng, sử dụng nhà vệ sinh riêng nếu được. Thì nếu mình làm nguyên tắc đó thì mình phải tiếp tế thức ăn cho người F0 nó qua một cái bàn. Và cái bàn nó phải cách 2 mét, và người đi tới đó bỏ đó xong người đi cái đi. Là có đề mang ra đó thì người F0 đó thì nếu mà được thì F0 nó phải tráng nước sôi cái đồ thức ăn á, chứ mình ăn cái đồ dục mình bỏ thì nó cũng kỳ. Tráng nước sôi không là nó chết hết. Và cái nếu mình không có toilet á, thì cái người F0 đó là phải người đi cuối cùng, xong mình dọn dẹp luôn đó thì nó an toàn hơn. Tại cái toilet nó không gian nó chật, thì đi ra đi vô như vậy nó chật lắm, nó sẽ lây, và để cho toilet hay khạc ngốm lum. Thì mình cái người toilet đi cuối cùng là mình dọn luôn người F0 á. Và khi nào người ta hết thì nguyên tắc là như thế này nha. Hiện nay á, thông thường á, là 14 ngày họ sẽ khả năng phát đám virus ấp lấp thấp lắm, hoặc là 21 ngày. Thì như vậy chúng ta có thể làm test nhanh nha. Nhưng các bạn đừng có làm test nhanh sớm quá. Làm test nhanh không phải để không lây không, mà làm test nhanh xong rồi nhiều khi nó tạo cho mình một cái tâm lý là tại sao lâu quá tôi không hết, là lên cơn mệt nha. Thì thường thường 7 ngày chúng ta làm, rồi 10 ngày chúng ta làm, mà nó hết thì chúng ta giữ cho đủ 14 ngày.
Và 14 ngày đó đó, khi chúng ta hòa nhập với gia đình đó, chúng ta phải cố gắng thường xuyên mang khẩu trang thêm 7 ngày nữa, thì lúc đó thì là an toàn nha. Rất là an toàn.